có gì đây? Rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Và các bạn có thấy chúng nó có những điểm chung gì không? Đúng rồi, tất cả đều có một màu xanh. Là bởi vì nó đã bị hiến màu hết rồi đó các bạn ơi. Wow. Và đây hình như là mô hình của những con động vật gì đó các bạn ơi. Wow, nhưng mà nó đã bị bôi màu hết rồi nên mình không thể nào biết đây là những món đồ chơi gì luôn. Wow, có những món đồ chơi rất là to nhưng mà nhìn rất là lạ luôn các bạn ơi. Wow, không hiểu đây là cái gì luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đem tất cả đi rửa nha. Ta-da, mình đã có một cái rổ rồi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ đem những món đồ chơi này đi rửa nha. Wow, rất là nhiều luôn. Ok, ba bỏ cái búa vào đây. To quá các bạn ơi. Wow, mình sẽ bỏ hết vào đây nha. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Chúng ta có một con chim nữa này các bạn ơi. Wow, nhiều quá nha. Ok, mình sẽ nhặt bỏ hết vào một lúc luôn. Wow, ha, xong rồi nha. Rồi, mình sẽ đem đi rửa thôi. Let's go. Mình đã chuẩn bị một thau nước rất là sạch luôn nè các bạn ơi. Và bắt đầu rửa thôi, ha. Để xem chúng ta có gì nào. Không biết đây là những món đồ chơi gì nha. Wow, đây là một con khủng long các bạn ơi. Thì ra đây là bộ mô hình đồ chơi khủng long. Đúng rồi, một con khủng long Jamsosaurus. Mình sẽ bỏ nó ở đây nha. Và bắt đầu với những món đồ chơi tiếp theo nào. Wow, chúng ta có một con khủng long Stegosaurus. Wow, như chiếc gai màu cam này cùng với cái gương mặt của màu cam luôn. Wow, bỏ ở đây. Tiếp tục nào các bạn ơi, không biết đây là món đồ chơi gì nữa đây. Chúng ta có gì nào? Đây là một con linh cẩu. Chúng ta có một con linh cẩu lẫn trong bộ đồ chơi khủng long luôn. Chúng ta có gì nào? Con này nhìn quen quá các bạn ơi. Đây là gì đây? Chúng ta có một con heo. Lại có một con heo đây nữa nè các bạn. Lạ quá nha. Để xem coi. Một con khủng long Drisinosaurus. Những cái móng tay của nó dài quá các bạn ha. Ok, bỏ vào đây. Để xem đây là con gì nữa nha. Chúng ta có gì đây? Một con Velociraptor. Mình sẽ lấy vậy để cho nó rõ nha. Chúng ta có gì nữa đây? Mình đoán là một con khủng long. Một con khủng long rất là đẹp luôn này. Đây có thể là con khủng long Cacharadontosaurus. Bỏ vào đây. Chúng ta có gì nữa đây? Không nên rửa nhé. Một con khủng long Parasaurolophus. Đây là khủng long mọc kiếm nha các bạn. Nó có một màu xanh hết người luôn. Chúng ta đến với những món đồ chơi tiếp theo nào. Đây là một con chó sói các bạn ơi. Oh my god, chúng ta có một con chó sói này. Vẫn còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Mình sẽ bắt đầu với những món đồ chơi to hơn này các bạn ơi. Con này nổi nha và nó không chìm được luôn.
chúng ta có một con voi. Wow. À, mình phát hiện có một con chim. À, mình sẽ rửa nó nha. Chúng ta có một con chim Archaeopteryx. Wow, một con chim khủng long và nó có cả tay chân và oh my god, cái mào trên đầu nữa nè. Mình thấy bắt đầu tới những món đồ chơi khủng long to hơn rồi. Xem nào, chúng ta có một con khủng long gì nữa đây? Đây, một cái đầu của tam giác. Đây là khủng long Dracorosaurus nha. Ta bắt đầu tiếp theo nào. Oh my god, màu vẫn còn chín chân này. À, hết rồi nha, đây là Stegosaurus. Wow, rất to và mập luôn. Stegosaurus nha các bạn ơi. Mình sẽ rửa tiếp món đồ chơi này. À, để xem nó là gì nào các bạn ơi. À, có con này lạ quá. À, một con hươu cao cổ. Wow, đây là con hươu cao cổ nha. Rồi, mình sẽ bỏ ở đây. Wow, giờ chỉ còn những món đồ chơi rất là to luôn. Để xem coi. Wow, siêu to khổng lồ. Bây giờ mình sẽ rửa nó nha. Chúng ta có gì đây? Một con Carnotaurus. Wow, con này nó rất nhiều gai lắm nên rất là khó rửa luôn các bạn ơi. Đây là những chiếc gai đâm rất là đau luôn. Và những cái móng tay móng chân này các bạn rất là sắc nhọn. Đây là Carnotaurus nha. Wow, chúng ta có gì nữa đây? Wow, thêm một con khủng long nữa nào. Wow, mình đã rửa rất là mặn và sạch rồi. Brachiosaurus. Wow. Wow, mình sẽ ghi ông gần vào cho các bạn coi nha. Wow, khủng long to lắm đúng không? Wow, và rất là giống thật luôn. Wow, nhiều quá rồi nè các bạn ơi. Chúng ta còn gì nữa nào? Hết rồi nha. Và đây một cái búa. Wow, bây giờ mình sẽ rửa nó. Wow, nó bị tuột luôn rồi các bạn ơi. Xem này. À, có vẻ như vậy dễ rửa hơn các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ gắn nó lại. Mình đã gắn xong một cái búa rồi nè các bạn ơi. Wow, và mình xem búa nó. Wow, đây là búa của thần thò nha. Wow, rất là nhiều hoa văn ở trên búa luôn. Ok. À, chúng ta xem lại coi. Có gì nào? Đây là Carnotaurus. Một con voi. Ta có một con hươu cao cổ. Đây là khủng long Brachiosaurus. À, một con khủng long màu kiếm. Parasaurolophus. Đây là Stegosaurus. Velociraptor. Một con chó sói. Một con lưng cẩu. À, một con khủng long Dracorex. À, còn rất nhiều đấy nha các bạn ơi. Chúng ta có một con heo. Đây là Dracinosaurus. Chúng ta có gì nữa nào?
Stegosaurus. Và Cachalodontosaurus. Và rất là nhiều món đồ chơi mô hình khủng long luôn. Và lại thêm một con khủng long Chamsosaurus. Chúng ta có gì nữa nào? Và Archaeopteryx, một con chim khủng long nha. Và cuối cùng một cái búa của thần sấm Thor. Wow, rất là nhiều luôn. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.